Chào anh em, thì hôm nay mình làm video này. Thì video này thì mình sẽ trả lời một số câu hỏi của anh em. Thì có anh em hỏi mình là X2 đam cái băng rồng. Thì X2 đam cái băng rồng thực chất là hiệu ứng rồng đi vòng về, chứ không phải là anh em đứng khúc nào để đánh để có X2 nhé anh em. Thì làm thế nào để có hiệu ứng rồng đi vòng về? Thì có hai hướng cho anh em. Hướng nhất là anh em tiếp cận đối phương sẽ có hiệu ứng rồng đi vòng về. Hướng thứ hai là anh em đạt mốc tốc độ đánh thì sẽ có hiệu ứng rồng đi vòng về nhé anh em. Thì ở đây thì có hai cọc gỗ hệ kim, mình sẽ test cho anh em. Một cọc là mình tiếp cận, một cọc là mình đánh ở phạm vi. Anh em xem thử các cọc máu nó nhảy như thế nào nha anh em. Thì đây, cọc đầu tiên thì mình sẽ tiếp cận đi ha. Anh em cũng thấy nha. Ở đây, cọc này mình sẽ đánh ở phạm vi. Thì anh em cũng thấy nha. Cọc mà mình tiếp cận thì lượng đam mình sẽ nhiều hơn cọc mình đánh ở phạm vi. Vậy nên theo mình nha, anh em đừng có chú trọng về đánh tiếp cận để có hiệu ứng rồng đi vòng về. Tại vì sao? Tại vì con cái bang này là môn phái thiệt thòi đối với mình nha. Thiệt thòi đối với mình nha. Nếu mà kỹ năng chung nhất nha, theo mình nó thiệt thòi từ cấp 90 luôn. Tại vì nếu mà chain level rất là lâu, cực kỳ lâu luôn anh em à. Nhưng mà solo thì theo mình thấy thì anh em nên chú trọng về chu kỳ của chiêu thức 120. Chứ anh em đừng có tiếp cận đối phương để làm gì. Nếu mà anh em tính toán được cái chu kỳ, cái mà thời gian của chiêu 120 á, nó lặp đi lặp lại á, nếu mà anh em tính được hay á, thì mình khuyên anh em nên đi đường này. Chứ anh em đừng có ham tiếp cận đối phương để làm gì. Mình đồng ý với anh em, tại vì chiêu thức con cái bang này á là chiêu dí, thì đa phần đánh đôi lúc đối phương nó né là chỉ bình thường, và mình rất khó để tiếp cận. Mà anh em cứ ham mà anh em tiếp cận á, thì tỷ lệ anh em bị câu thể lực rất là nhiều. Anh em cứ chú trọng về cái chu kỳ 120 đi. Thì cái chiêu 120 này nó là một cái chiêu theo mình thì rất là hiệu quả. Tại vì nó bù trừ lại cái lượng mà con cái bang này nó bị thiệt thòi á. Theo mình thì nếu mà anh em mà chơi cái băng rồng mà đồ hoàng kim môn phái, và anh em có thể kim môn phái, và anh em có thể sắm cái hộp bội mà nó xem nhẹ phòng hỏa, thì theo mình thì anh em nên chuyển qua đường bổng chứ không nên chơi đường rồng. Tại sao? Tại vì nếu mà thời kỳ đó thì đa phần là mình trâu bò, người ta cũng trâu bò, thì đôi lúc anh em sẽ gặp con luân đao mà nó mát bù, thì nó sẽ chắc chắn sẽ búp bùa anh em âm tốc đánh nội công, thì tỷ lệ anh em thua rất là nhanh, thua tỷ lệ thua rất là cao nha anh em. Và một cái chiêu thức mà mình nói mình thấy nó thiệt thòi là chiêu hỗ trợ phản đòn. Và ở đây nha, là phản đòn cận chiến chứ không phải là tầm xa. Nó ngược vậy đó.
trong chi thức thì anh em đánh đối phương á, có khi nào mà tiếp cận được đối phương đâu anh em, rất là ít đúng không anh em. Chỉ khi nào mà anh em gặp Thiên Vương Bang thì tỷ lệ phản đòn có chứ không phải không có. Anh em đừng có chú trọng vào phạm vi 400 để làm gì. Cái kiểu này nó giống như láng chẩn anh em à. Hồi xưa á, xưa luôn á, thì chiêu thức này á là mình cái bản thân mình tăng nha, là cái người xung quanh mà cùng màu á vẫn hưởng được. Sau này thì AD nó ổn lý thì nó thay đổi phiên bản á, thì nó thay đổi giữa cái chức năng này luôn nha anh em. Mình nhắc lại nha, đây là phản đòn cận chiến nha, chứ không phải tầm xa đâu. Thì đồng ý là cái thuộc tính này nè, kỹ năng này là cao nhất trong cái cao hơn Thiếu Lâm luôn á nhớ anh em. Đây là khuyên của mình cho anh em nào mà chơi cái bang, đặc biệt là cái bang rồi.